Hello, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh Ichimoku Việt Nam. Em là Alan Thắng ITB, thành viên của ITB Club. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thì điểm qua thông tin về thị trường xíu anh chị ha. Thị trường đóng cửa ngày 19 tháng 7 đóng cửa tại 1.172 1.172 và giảm 1.11 điểm, tương đương là âm 0,09%, và tổng giao dịch là hơn 20.108 nghìn tỷ với 28 cổ phiếu tăng trần, trong đó top cổ phiếu đóng góp nhiều cho chiều giảm điểm là VIX, BID, VBank và GAC. Còn đóng góp cho chiều tăng gồm là Vietcombank, DHG, HBG và HDB. Còn đối với chỉ số VN30 á, thì kết phiên tại 1.165.19 thì giảm khoảng âm 1.63 điểm, tương đương là âm 0,14%, gồm 8 cổ phiếu tăng là BGM, HDB, HBG, Masan, MWG, Vietcombank, Vietjet và Vinamilk. Còn riêng khối ngoại á, mua ròng là hơn 214 tỷ, mua mạnh nhất là HBG 68.74 tỷ, Vinamilk là mua mạnh nhất là 90.24 tỷ, Vinhome là mua mạnh nhất là 79.91 tỷ. Đánh giá xu hướng trung và dài hạn thì VietnamNet đang là một cái xu hướng tăng của anh chị. Đang là xu hướng tăng, thì vùng cản hiện tại là 1.205, hãy cũng cử là 1.205. Anh với anh chị sang xem coi không tuần, hay không tuần là 1.205 với chị ha. Thì đâu đó là thì thị trường hiện tại đang có những cái nhịp rung lắc, và nhịp rung lắc này chính là cơ hội để cho nhà đầu tư tham gia. Thì hiện tại cái vùng hỗ trợ hỗ trợ hiện tại của cái chỉ số VN-Index đang là 1.150 đến 1.149. Đây chỉ số anh chị có thể là cân nhắc, nếu đã chốt lời vùng phía trên có thể vừa vùng này để mà mình có thể tham gia thêm. Tiếp đó là phần phái sinh. Phái sinh thì đối với VN30 F1M là xét trên phương diện kỹ thuật thì chỉ số VN 30 F1M đang có mức hỗ trợ tại vùng 1.151 đến 1.155, thì xa hơn là vùng hỗ trợ mạnh ở vùng 1.140. Còn kháng cự hiện tại vẫn là đỉnh cũ 1.168 đến 1.170. Hôm nay ngày 20 tháng 7 2023 là phiên đáo hạn phái sinh, nên kịch bản lúc này là nhà đầu tư nên chốt lon khi thị trường tiệm cận biên trên, và khi thị trường quay vùng hỗ trợ 1.150 đến 1.151 thì canh mở bị mở loan để có vị thế tốt nhất. Thì đối với kịch bản hiện tại tại thị trường và cũng như là chỉ số VN Index trong giai đoạn hiện tại, cũng như là VN30 và chỉ số hợp đồng phái sinh VN30 F1M, thì quý anh chị có thể quan sát thêm và cũng như là lựa chọn cho mình những cái chiến lược đầu tư phù hợp, cũng như là cân nhắc để biết những cái tín hiệu nào tốt hơn. Thì cũng cảm ơn quý anh chị. Em là Alan Thắng ITB, kênh Ichimoku Việt Nam sẽ luôn đồng hành và cũng hỗ trợ cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị nhiều. Chúc quý vị có một buổi sáng thành công.